Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vô Tạc Jimmy. Và ngày hôm nay thì cũng đã lâu, từ rất là lâu rồi mình chưa quay lại với series làm giàu. Thì cũng như là hôm nay mình đã tích được khá là nhiều những cái thứ để làm giàu, cho nên hôm nay mình sẽ có một clip làm giàu để tăng vàng, cái lượng vàng mà mình có. Hiện tại lượng vàng của mình là 8.400, hôm nay mình sẽ cố gắng phấn đấu lên 10k. Và ở trong hoạt động quỹ hải tặc thì của mình xong hoạt động mình còn nhận được thêm 15k nữa thì rất là nhiều luôn, đúng không anh em? Rồi, hôm nay thì mình sẽ với cái mục tiêu là 10.000 vàng. Và trước khi bắt đầu clip thì mình cũng chúc anh em một buổi sáng vui vẻ tuyệt vời. Và tất nhiên là xem clip của mình đừng quên like video, subscribe đăng ký kênh và click quảng cáo ủng hộ cho mình nữa. Những cái kích quảng cáo anh em phải nhiệt tình vào. Đã là 501 anh em rồi mà không kích cho mình thì mình buồn lắm. Rồi, trước khi đến với clip mình sẽ coi hôm nay mình đánh được có mảnh rau trắng nào không nha. Rau trắng ơi, làm ơn có một hai mảnh đi. Mỗi ngày đánh được có một hai mảnh rất là chán anh em. Nó tích từ từ cho nên ra một hai mảnh cũng được thôi, có là mình mừng rồi, mình không có tham lam đâu. Rồi ok, tuyệt vời. Rồi, tính vật trailer, làm trời một mảnh. Mình nói dở làm thiệt luôn, không ráng cho hai mảnh nữa, cho có một mảnh. Trời ơi, thảm thương. Hiện tại thì túi đồ của mình cũng có một số đồ làm vàng, đồ là để làm giàu, ví dụ như là 157 cái bánh chưng 5 dê. Đó. Ăn này vô là máu dê tuôn trào á. 144 hộp quà Quốc Khánh hả? Cái này thì cũng chưa hết hoạt động nhưng mà thôi hôm nay làm giàu luôn. 166 xiên hoa hồng. 187 hoàng kim ngũ nhân, rồi 190 hoa hồng lãng mạn với 157 sô cô la. Đó. 16 cái túi này nữa cũng không phải dạng vừa đâu, anh em đừng có khinh thường cái túi ra đâm này nha, mở ra vàng ghê lắm đây. Rồi, nói chung là hôm nay mình sẽ làm clip làm giàu để mục tiêu 10.000 vàng của mình có thể thành hiện thực. Trước khi làm giàu mình sẽ bán bớt đồ đó, cho nó đỡ chật túi thì mình mới làm giàu được, cho nó không là thua. Rồi, cái này mở ra, cái này mình sẽ chọn mảnh mũ mạo hiểm. Hiện tại mình được mười mấy mảnh rồi sao á, 16 mảnh rồi, trời ơi vất vả thật đó chứ. Cái này mình cho vào phòng lễ phẩm. Cái này thì mình bán kim cương thì bóp vô, còn cái trái kinh nghiệm này thì mình bóp cho trái kinh nghiệm của nhân vật chính của mình. Ok, ráng lên cấp 5 đi em, mới cấp 4 thôi, kinh nghiệm yếu quá. Rồi bây giờ mình sẽ bán bớt một số thứ nha. Thẻ bài rồi là cái đầu tiên, cái nào thẻ nào mà ít thì mình bán trước đó, cho đỡ chật túi thì mới làm giàu được. Cái này thì chắc chắn là anh em cũng đã biết rồi đúng không? Nếu mà chúng ta không để rộng túi ra thì chúng sao chúng ta có thể mở được mấy kia được. Rồi tiếp tục thay, mình thì mình rảnh lắm, nhiều khi mà mình bán xong mình quên mua lại luôn mà, xong cái nó mất tiêu luôn, rồi xong luôn. Nói chung là đợt trước là một lần rồi, mấy cái thẻ bài cực hiếm đó, anh em. Mình đánh cả năm trời mới được một thẻ thôi mà mình lỡ tay bán đi rồi không mua lại và thế là mãi mãi từ biệt mình luôn, đau lòng lắm. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ ghi nhớ, mình sẽ ráng ghi nhớ là mình làm giàu xong rồi mình sẽ mua lại. Rồi anh em nhớ comment nhắc mình nha. Comment kêu là anh ơi, anh quên mua lại thẻ bài kia, có chừng mất đanh đó, nhắc nhở mình một xíu nha. Chứ mình dễ quên lắm. Làm xong mình tắt clip cái mình tắt phát ra luôn, không mua lại luôn, đau lòng. Ba cá lồng đèn này bán luôn chứ để làm gì. Bốn thẻ bài Senji Haki, thẻ bài cha vợ mình, bốn thẻ, năm thẻ Crocodile hả. Rồi bán hết. Bảy thẻ Hiso hóa điên, trời Hiso hóa điên giữ làm gì. Tám thẻ Kizaru luôn nè. Ở thẻ này thẻ của Akainu hình như chỉ có hiếm thôi, thẻ của Akainu là khó kiếm nhất. Rồi thẻ bài Dosun bán luôn, cái nào bán được thì mình cứ bán đi. Rồi bên trang một có gì bán được không vậy ta, để mình coi coi. Bên đây thì cũng rất là nhiều thứ, nhiều đây đồ, không biết có lên được 10.000 vàng không anh em ha. Mình đang 8.400 mà không biết có lên 10.000 nổi không. Mình cũng rồi năm cái dây nó quậy bán luôn. Rồi xong rồi, màn bán đồ phá phách của mình đã xong. Bây giờ mình sẽ đến với clip làm giàu của mình. Rồi nói chung là trống được nhiều đây thì cũng tạm ổn rồi. Bên tạm thời mình còn một mớ rồi nè, mà thôi cứ từ từ đi. À, cái này nữa, cái báu vật này mình bán đi chứ để làm gì. Đó, cho nó vào đây luôn đi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu clip làm giàu nha. Anh em hãy ủng hộ cho mình lên 10.000 vàng. Rồi, like video, subscribe cái kênh và cái quảng cáo nhiệt tình nha. Đầu tiên mình sẽ mở 157 bánh chưng 5 dê trước. Mở. Rồi, không biết ra cái gì luôn, rất là nhiều đồ. Và cái bánh chưng này thì mình nghĩ là có vàng, có rất là nhiều vàng đấy anh em, đồng xu tiểu, đồng xu chung, đồng xu đại thì nó nằm trong đây hết đấy.
Ui trời ơi, tại sao mình có thể ăn một lúc mà nhiều cái bánh chưng thế này nhỉ? Nói thiệt chứ ngoài đời mà một cái là ăn lòi họng luôn. Ăn không hết luôn á. Bánh chưng 5 dê. Rồi vậy là mình đã ăn xong. Máu dê của mình đã lên rồi, mình sẽ mở tiếp. 144 hộp quà Quốc Khánh. Mặc dù bây giờ Quốc Khánh đã qua lâu rồi. Giờ tháng 10 luôn rồi, chứ không 2 tháng 9 rồi đâu mà Quốc Khánh. Ui rồi mới mở xíu chật túi rồi trời. Đau lòng vậy. Buồn rồi nha, mình không thích cái này điều này rồi đó. Còn cái gì bán được nữa không? Bán luôn đi. Rồi bán luôn. Bán lòng thanh niên thiệt. Có nhiêu đó mà cũng chật túi được. Rồi không sao, mình phải cố gắng thôi anh em ơi. Mời thẻ smoker hả? À? Giật luôn. Smoker nhả khói bừa bãi để làm cái gì? Rồi được thêm bao trống chắc là được rồi đó. Mở tiếp nha. Đúng rồi, đừng có chật nữa. Trời ơi. Ồ, mình thấy được bốn cái túi này nè anh em, năm túi. Cái túi này là vài đai thiệt, mình cứ tưởng là cái túi kia. Mình tưởng cái hộp mà mở ra được mã não nhân 3, san hô nhân 3 rồi tùm lum nhân 3 ai à, về cái túi tào lao vớ vẩn này mở được túi khoáng thạch. Đau lòng. Rồi, 166 cái sen hoa hồng. Sen mà sen hoa hồng ghê. Cái đó là ma phấn tinh linh dùng để bức cho tinh linh đó anh em. Trời ơi chật nữa rồi, sao mà số khổ thế này. Lục hồn, lục hồn, lục hồn. Mình vừa thấy được cái lục hồn. Ôi bán đi. Còn cái này là danh hiệu gì đây? Sắc thu trăng tròn này mình có rồi, bán luôn. Tiếp tục, mở tiếp. Sen hoa hồng đang đến cao trào mà tại sao nó dám gián đoạn nè. Trời ơi, ba cái túi này ra gì nhiều vậy không biết. À, cũng được, mình mở ra được khoáng thạch để mình rèn đồ chứ. Được, 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 được. Rồi, ok. Vãi chật nữa. Sao mà chật quay vậy? Này là gì? Nhân tố ác quỷ, mình sử dụng luôn nha. Cái này không có quan trọng, này tinh hoa ác quỷ nè. Không có quan trọng, mình sẽ sử dụng luôn. Lục hồn thì anh em cũng đã biết rồi. Dùng để dung hợp với ác quỷ thôi chứ không có gì cả. Và mở cái này cũng được nè. Mỗi lần mình sẽ được 100. Rồi, mình sẽ tiếp tục với 187 hoàng kim ngũ nhân, tức là cái này là bánh trung thu đó. Sắp tới trung thu rồi, cũng chúc anh em trung thu đi chơi luôn, như ngày mai rồi mà phải. Mình không nhớ là ngày bao nhiêu nữa nhưng mà hình như là sắp rồi, mai hay là mốt gì đó. Mình thì trung thu ở nhà thôi anh em ơi, anh em nào có điều kiện ở nhà với mình thì lên Facebook nhắn tin với mình nha cho vui, chứ mình nhìn nhà mình buồn lắm, không có ai nhắn tin hỏi han sức khỏe. Cái danh hiệu chó điên này tại sao mới xuất hiện ở đây hoài vậy, bán lâu rồi. Rậm thêm được 2 ô rồi, tiếp tục với những cái bánh chưng này. À lộn, bánh quên, bánh trung thu. Bánh trung thu, bánh trung thu. Anh em cũng phải nhớ comment chúc mừng mình trung thu vui vẻ nha. Chứ mình không có ai chúc hết, buồn lắm. Anh em phải chúc mình đấy. Đây nữa. What the fuck man. Rồi quá trời đồ luôn anh em ơi. Nhưng mà anh em chúng ta phải bình tĩnh. Mình sẽ bán đi cái này nữa. Trời ơi. Bán hơi 18 trang luôn kìa. Tí nữa mua lại đừng luôn á. Tiếp tục. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ đến 190 hoa hồng lãng mạn. Mình sẽ dùng 190 hoa hồng này, mình sẽ tặng cho 190 cô gái, mỗi cô gái là một cây hoa hồng. Không biết gái đâu mà nhiều dữ vậy, không biết nữa. Lại là lục hồn à, dùng luôn. Tiếp tục mở đây. Nó ra lục hồn nữa, mình mở sử dụng tiếp. Đó, thấy chưa? Đó lục hồn nữa nên anh em, dùng luôn. Tiếp tục. Mở đi khi nào nó ra là mình dùng luôn. Bực bội cả mình, làm chật túi của mình. Hồi xưa không có điều kiện mở cái túi này ra cho nó đỡ chật. Lại lục hồn hả? Mua mấy cái ba lô vải mở ra mà không có. Lại là danh hiệu của đen. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Ít ra thì cũng còn rất là nhiều đồ khác nữa. Đó, thấy chưa? Xong liền. Bây giờ là đến tới thứ cuối cùng nha anh em. Là 157 chocolate tình nhân. Cái này thì sẽ tặng cho nhau trong ngày Valentine. Mà chắc là anh em nhiều bạn không biết đâu. Nhiều bạn kêu Valentine là cái gì nữa thì chết mình. Rồi, bây giờ động 2 ô rồi, khỏe re rồi. Hay lắm các chú. Rồi mấy cái này là cái gì đây? 100 giá trị khiêu chiến rồi. Cái này là trong hoạt động đại chiến 12 định nè. Chuyện mình để dành cho nhiều dữ trời. Mình ngu thiệt chứ. Bây giờ mình dùng luôn nha. Giá trị khiêu chiến này thì có được gì đâu. Chúng ta có thể dùng để đổi tinh linh. Con tinh linh đinh á. Hoặc là chúng ta đổi trang sức bét cưỡi thôi. Chứ cũng không có gì to tát cả. Rồi đây, chậm mấy cái luôn thôi. Để từ từ đi. Bây giờ thì mình sẽ xem thử coi những cái chiến lợi phẩm của mình đạt được là gì nha. Đấy, mục tiêu 10.000 vàng mình không biết có đạt được hay không này nữa. Yeah.
Rồi, cái này là đá năng lượng 30 cái luôn. Chúng ta sẽ dùng để tẩy luyện báu vật. Rồi, đơn giản thôi. Đây là kim cương kinh nghiệm, một viên là 600. Đây là danh vọng hải tặc. Trong Stronger đó anh em. Cũng được, cũng được, cũng được. Đây là tinh linh thạch để là nâng cấp tinh bàn thôi, không có gì cả. Đây là đá nguyên tố, một viên là 200. Cũng được. Mình khoái đây có berry thôi. Đây, rương berry này mỗi rương là 200 vạn mà chúng ta mình có 20 rương, khoảng 20 rương thì chúng ta sẽ được tầm 4.000 vạn phải không ta? Chắc là vậy. Đúng rồi, mình nghĩ là vậy, không biết có tính đúng hay không. Đây, đây là năng lượng nguyên tố, dùng để nâng cấp nguyên tố thôi, không có gì hết. Đây là tinh hoa bảo thạch, tinh hoa bảo thạch đó. Trang sức bét cưỡi này thì mình có rồi, cho nên mình sẽ cho là phòng lễ phẩm đó. Bây giờ đồng xu đại của mình được 7 cái, ngon 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 rồi. Cái này chúng ta cứ tính cơ bản là ví dụ như thấp nhất là 50 thì chúng ta cũng được 350 vàng rồi đó. Rồi, đây là tinh linh trang sức bét cưỡi mình cũng có rồi, cho là phòng lễ phẩm hết. Cái nào có rồi mình chụp hết. Đá hải hồ hả? Này 100 mà mình có khoảng thì là được 900, 900 đá hải hồ. Trời ơi, 35 đồng xu trung luôn. Là 45 đồng xu tiểu. Trời, kiểu này thì mục tiêu 10.000 vàng mình có thể thành công rồi anh em ơi. 23 ổ bánh mì luôn, ăn phê luôn. 50 đá, cái này là đá khắc ấn. Cái này chiến tích công hội nè, phê chưa? 100 mấy luôn. Chúng ta có thể nâng cấp phê rồi đó. 67 cái rương berry 100 vạn, vậy là mình sẽ có được 6.700 vạn. Đó, phê chưa anh em? Cộng thêm cái này nãy nữa là mình cũng gần được 1 triệu berry. Quá là phê. Này là túi kim cương cổ đại, một viên là 50, 10 viên là 500, 100 viên mới được ngàn hả? À, 100 viên mới được 5.000 hả? Ôi trời, thảm vậy. Rồi haki nè anh em, 112 haki bá vương và 109 sắc màu sura. Phê. Lâu lâu mình mới làm giàu một đợt thôi, tại vì mình phải tích rất là nhiều ngày thì mới đạt được số lượng nhiều như vậy. Rồi, 109 sắc màu Sura. Rồi, mục tiêu 10.000 vàng của mình chuẩn bị thành công rồi anh em ơi. Quá là tuyệt vời. Nhanh đây. Không có thời gian đùa giỡn mày nha. Rồi, mở 67 cái rừng berry này đã là xong. Ở bên trang 2 như còn một số thứ nữa chứ. Đúng rồi, bên trang 2 này mình có bán một số thẻ bài cho nên cũng có một số thứ. Đó, nhân tố ác quỷ. Rồi, 200 điểm chiêu mộ có luôn. Này, thủy tinh trang sức, định vườn quá trang sức bách cưỡi. Mũi tên tình yêu cũng có, rồi tinh hoa ác quỷ cũng có nè anh em. Mũi tên tình yêu thì mình sẽ cất vào kho. Rồi tương tự cái thủy tinh thời trang cũng vậy luôn. Rồi cái đá huyết linh mình cũng cất vào kho luôn. Rồi xong. Bên đây thì có 17 cái này để nâng cấp cho tinh linh. Cái túi này thì mở ra được mấy cái quặng đồng, quặng sắt thường thôi, không có gì hết. Bảo thủ Adam hả? Bảo thủ Adam thì mình sẽ cống hiến. Đó, hôm nay được 10 cái rồi nè, ngon chưa? Tinh linh chúng ta cũng kiếm được khá là nhiều đồ ngon nè. Ồ, được được được. Còn gì nữa không? Ok, vậy là được 55 cái luôn. Cống hiến cho công hội. Đó, giờ sau đó chúng ta làm mới để kiếm gen ác quỷ coi. Hôm nay không biết có ra được cái gen nào. Trời ơi, cái này là cái gì? Dùng để chiêu mộ Sirao si. Tinh hoa ác quỷ. À lộn, quên, gen ác quỷ. Gen ác quỷ. Gen. Rồi, gen ác quỷ không? Dấu đỏ hả? Dấu đỏ lấy làm gì? Không có rồi anh em ơi, nó ra toàn mà cái thứ vớ vẩn gì không à, bực bội thiệt chứ. Mua luôn rồi, công hiến luôn, tí nữa khỏi làm mất công. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mở ra túi vàng nha anh em, mong là các bạn sẽ ủng hộ mình giúp cho mình đạt 10.000 vàng. Rồi đầu tiên là 45 đồng xu tiểu, hôm nay thì mở ra nhỏ nhất là 10, còn cao nhất là 100. Ok, không biết có thành công hay không đây. Mình mở nha. 50, có 100. Có 50. Rồi, mình thấy có 100 rồi. 50 có luôn. Có rất là nhiều 50 nha anh em. À, thấy chưa? Một cái 100 nè, 54 cái. 20 là 5 cái, còn lại là 10 vàng. Đây, bây giờ tới 35 đồng xu trung. Đồng xu trung thì nhỏ nhất là 20, còn lớn nhất là 200. Mong là sẽ có được một hai cái là 200. Rồi, ok, thấy 50. 100, 100, 100. Vãi, không có 200 anh em ơi. Đang là 100 được, 100 như được hai cái. Rồi được ba cái, còn lại 50 với 20 hết. Rồi, không sao, không sao, không sao.
7 đồng xu đại này mới là quan trọng nè. Nhỏ nhất là 50 và lớn nhất là 200. Ở giữa là 100. Rồi. Vãi, không có nào 200 luôn. 100 thôi. Rồi ok, như đây không biết có lên được 10.000 vàng không, bây giờ mình sẽ mở. Đầu tiên là 35 cái này thì sẽ được 350. 350 là sẽ lên được 8.000 8.800 rồi, 8.800. 12 cái đồng 50 thì nhân ra thì cũng được 1.000 hả? Đúng rồi, phải không? 5.20 không phải. 5.20 nhớ 1 là 1.600 chứ. Vậy là lên được 9.400. Đó, đúng rồi, 9.400. 33 cái 20 vàng thì sẽ được 600. Đó, lại là 10.000 rồi. 10.000 rồi nè anh em. Đó, trời ơi, còn 7 cái đồng xu 100 này nữa là lên được 700 nữa là 10.700. Trời ơi, dư được 700 luôn. Khỏe re. Ôi, khỏe quá anh em ơi. Và chưa hết đâu, mình có nói với các bạn cái túi quà random này nè, nó cũng mở được vàng đấy. Nhiều khi ra cái trăm vàng luôn đấy anh em. Bây giờ mình sẽ mở nha. Anh em sẽ thấy sự lợi hại của nó. Ghê. Này là 10 vàng, vậy là được 50 vàng. Đó, anh em thấy không? Được 50 vàng. Cái này là 5 vàng, suy ra được 15 vàng. Phải chưa? Bên kia còn không ta? Eo, không có. Được đăng nguyên tố với mũi tên tình yêu. Rồi, cũng được. Nói chung là có là vui rồi. Được rồi, có là vui rồi anh em. Thì ma phương tinh linh này thì mình sẽ búp cho con tinh linh nha. Lên được cấp 43, có khi lên được 44 luôn á. Lên. Không được rồi, để mình bồi dưỡng nhanh luôn chó lẹ. Lên được 43 thôi, còn thiếu một cấp nữa. Rồi ok, cứ từ từ mình sẽ làm. Berry này lên 44 thì vật công được cộng, vật phòng nhé, vật phòng được cộng thêm 1% và nó sẽ cộng cho nhân vật chính. Vật phòng 63k là 100%. Nếu mà 10% thì nó sẽ được cộng thêm 6.000. Ồ, vậy là được thêm 600. Nếu mà tinh linh lên cấp 40 mấy đó là sẽ được thêm 600 điểm nữa. Cũng không nhiều đâu, không có nhiều lắm đâu anh em. Ngài nhận quà like thôi. Đây, hôm nay làm giàu thành công rồi, nói chung là lên 10.000 rồi. Ở quỹ hải tặc của mình còn 7.500 chưa nhận, cộng thêm một số ngày sau là tổng cộng là 15.000 nữa anh em. 15.000 mà cộng thêm cái 10 này nữa là 25.000. Đó, anh em thấy ghê chưa? Mình đang cố gắng tích lũy chinh phục cái mục tiêu 50k vàng mà không biết khi nào mới đạt được đây. Rồi thì cứ từ từ là cũng sẽ được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình sáng nay. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ cũng như là nhớ like video, subscribe đăng ký kênh và đừng quên kết quảng cáo ủng hộ cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Hôm nay làm giàu quá là tuyệt vời rồi.